Đến 14 giờ ngày 5 tháng 11, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô xảy ra trên quốc lộ 13 khiến một tài xế bị mắc kẹt trong xe và nhiều hành khách khác bị thương. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, xe khách của nhà xe Thảo Linh mang biển kiểm soát 51-20307 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng tỉnh Bình Dương về Bình Phước. Khi xe lưu thông đến phường Tân Định, thị xã Bến Cát thì tông vào đuôi xe tải chưa rõ biển số chạy phía trước. Hiện trường vụ tai nạn. Sau cú tông cực mạnh, xe khách lao vào giải phân cách rồi xoay ngang đường khiến tài xế mắc kẹt trong xe, khoảng 5 hành khách bị thương nhẹ. Lúc này, xe khách mang biển kiểm soát 93-189 chạy phía sau tiếp tục lao tới tông vào hông xe khách tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện. Xe khách nát đầu sau tai nạn. Tài xế xe khách Thảo Linh bị mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu đưa ra ngoài. Vụ tai nạn khiến xe khách Thảo Linh bị nát phần đầu, hư hỏng nặng. Một đoạn giải phân cách bị hút văng. Xe khách chạy sau thắng cháy đường gần 100m nên chỉ bị hư hỏng một phần. Riêng xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát đã có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn.